Kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube VNews, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình thế giới. Thưa quý vị, chiến tranh hạt nhân là nỗi ám ảnh của cả thế giới, bởi loại vũ khí này có sức hủy diệt toàn cầu, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến đời sống con người. Đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn, Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới cần lên kế hoạch tránh những cuộc xung đột vũ khí hạt nhân xảy ra trong tương lai, nơi mà Trung Quốc luôn sẵn sàng tham gia. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nhanh chóng phát triển các loại vũ khí tận thế với sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng, làm gia tăng nguy cơ gây xung đột. Sau hàng thập kỷ sở hữu kho hạt nhân tương đối khiêm tốn, Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển các vũ khí tận thế với sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Tình hình có thể trở nên nguy hiểm vào bất kỳ thời điểm nào. Trước sự lao dốc liên tục trong quan hệ Mỹ-Trung, một thảm họa ngày càng dễ xảy ra. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cần khôi phục sự ổn định trong mối quan hệ này trước khi thế giới đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Tham vọng hạt nhân gia tăng của Trung Quốc là điều không thể bỏ qua trong những tháng gần đây. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đang xây dựng nhiều hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới. Nước này cũng đã triển khai các ICBM có thể phóng nhanh hơn và khó bị tấn công hơn. Trung Quốc đang thúc đẩy khả năng của hạm đội tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, cũng như phát triển các máy bay ném bom có khả năng hạt nhân. Nhiều vũ khí mới lạ, trong đó có phương tiện lượn siêu thanh, đã được Trung Quốc đưa vào thử nghiệm trong mùa hè vừa qua. Đây là loại vũ khí một ngày nào đó có thể lọt lưới hệ thống phòng thủ của Mỹ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã gọi những cuộc thử nghiệm này là rất gần với khoảnh khắc Sputnik. Lầu Năm Góc dự đoán kho đầu đạn sẵn sàng triển khai của Trung Quốc sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2030. Những tiến bộ này có nguy cơ làm suy giảm sự ổn định trong khu vực, nhất là trước các quan điểm và mục tiêu hạt nhân mơ hồ của Trung Quốc, chẳng hạn như cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Sự pha trộn giữa vũ khí hạt nhân và vũ khí theo quy ước có thể dẫn đến thảm họa trong một cuộc xung đột nếu đối phương không biết liệu họ có đang đối mặt với một cuộc tấn công hạt nhân hay không. Khi quy mô và mức độ tinh vi của kho vũ khí Trung Quốc gia tăng, nguy cơ của một cuộc xung đột cũng tăng cao. Phản ứng trước thực tế này, Mỹ sẽ cần chuẩn bị một chiến lược cân bằng hợp lý. Một mặt, Mỹ cần duy trì sự răn đe. Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Joe Biden nên tiếp tục tận dụng sự ủng hộ của lưỡng đảng để nâng cấp hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân, trong khi không quân nên phát triển các phương tiện không người lái mang vũ khí hạt nhân, trong đó có các tên lửa phóng từ trên không và từ máy bay không người lái, đồng thời mua thêm các máy bay ném bom B-21. Mặt khác thì Nhà Trắng cần phải nhìn nhận khách quan về các mối đe dọa hạt nhân từ Trung Quốc. Trên thực tế, có thể nhiều hầm chứa ICBM mới của nước này vẫn còn trống và hầu hết không nhắm trúng các mục tiêu của Mỹ. Thậm chí, nếu Trung Quốc đang gấp 4 lần kho vũ khí, nước này vẫn xếp sau 3.750 đầu đạn trong kho vũ khí của Mỹ. Hiện nay, Trung Quốc dường như quan tâm đến việc đối phó với cuộc tấn công đầu tiên và biện pháp đáp trả hơn là bắt kịp Mỹ về kho vũ khí. Do vậy, Lầu Năm Góc cần phải tránh phản ứng thái quá. Bộ Quốc phòng Mỹ nên cân nhắc cẩn thận về ngân sách dành cho hệ thống phòng thủ, hiện không thể bảo vệ hoàn toàn trước cuộc tấn công từ Trung Quốc. Mỹ cũng cần thúc đẩy các khả năng theo quy ước. Cách tốt nhất để ngăn chặn một cuộc chiến là cho đối phương thấy cái giá của xung đột sẽ cao như thế nào. Thực tế hiện nay cũng yêu cầu Mỹ trang bị cho các lực lượng của mình tên lửa chống hạm tầm xa mới, các máy bay không người lái, tàu bay không người lái và các mạng lưới chiến đấu linh hoạt. Mỹ cũng cần phải củng cố sự hợp tác với các đồng minh như Nhật Bản và Australia để xử lý các viễn cảnh khủng hoảng. Quan trọng nhất, khi Tổng thống Biden gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay, ông sẽ nhấn mạnh đến yêu cầu cần duy trì sự ổn định trong quan hệ Mỹ-Trung, bắt đầu từ vấn đề hạt nhân. Trung Quốc có lẽ đã tính toán kỹ rằng việc khiến cho Mỹ phải suy đoán về ý định của nước này đã đem đến cho Bắc Kinh lợi thế chiến lược. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ khó có thể tốt lên nếu Trung Quốc tham gia vào cuộc cạnh tranh hạt nhân mà không có sự kiểm tra. Để xây dựng lòng tin, hai bên cần tiến hành một cuộc đàm phán hạt nhân mới, thiết lập nhiều cơ chế giải quyết khủng hoảng mạnh mẽ hơn và để ngỏ khả năng cho các cuộc kiểm soát vũ trang chính thức. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba đã khiến Mỹ và Liên Xô đánh giá cao về giá trị của sự minh bạch hạt nhân, ngoại giao và đối thoại, thậm chí cả khi hai bên đứng bên bờ vực của một cuộc chiến. Vì thế, không có lý do gì để sai lầm này lặp lại một lần nữa trong quan hệ Mỹ-Trung. Duy trì trạng thái hòa bình giữa Mỹ và Trung Quốc là cách tốt nhất để chiến tranh hạt nhân không xảy ra. Cần một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nguyên thủ của hai nước vào cuối năm nay để làm giảm nhiều cuộc đua vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, không chỉ Mỹ-Trung đang sở hữu loại vũ khí hủy diệt này, hiện trên thế giới có đến 9 nước có đầu đạn hạt nhân theo dữ liệu do Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cung cấp. Dựa trên dữ liệu của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAST, tính đến tháng 8 năm 2021, trên thế giới chỉ có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
5 trong số các quốc gia này là các quốc gia bảo lưu quyền có vũ khí hạt nhân, đã được quy định trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Theo đó, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh được phép sở hữu vũ khí hạt nhân bất kể vì lý do gì. Mỹ luôn cố gắng duy trì thế độc quyền về vũ khí hạt nhân, nhưng ngày càng nhiều quốc gia tìm cách lách các hiệp ước. Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Quốc gia Trung Đông Israel, một quốc gia liên kết với tôn giáo được nhiều người theo đạo Thiên Chúa, Hồi giáo và Do Thái gọi là Thánh Địa, cũng được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều này có thể gây sốc đối với một số người, chủ yếu là vì tôn giáo coi trọng yếu tố hòa bình. Các quan chức chính phủ của nước này đã không phản ứng trước những tin đồn hoặc thừa nhận thực tế rằng họ có vũ khí hạt nhân trên đất của Israel. Tuy nhiên, kể từ đó, người ta xác định rằng Israel có khoảng 90 vũ khí hạt nhân trong biên giới của mình. Nhiều quốc gia khác trước đây sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng hiện không còn nữa, vì rất nhiều lý do. Các quốc gia đã từng có vũ khí hạt nhân nhưng không còn vũ khí hạt nhân bao gồm Nam Phi, Belarus, Ukraine và Kazakhstan. Israel hiện đang nỗ lực ngăn chặn quốc gia thù địch Iran có được vũ khí hạt nhân. Theo topcore.au, động thái liên quan là theo một báo cáo mới được công bố, thành tựu hạt nhân của Iran là không thể đảo ngược và đã đạt đến giai đoạn mà Iran chỉ cần một tháng để sản xuất đủ uranium, cấp độ vũ khí để tạo ra quả bom đầu tiên. Báo cáo đã làm dấy lên cuộc tranh luận chính trị tại Israel về việc liệu nhà nước Do Thái vốn từ lâu được coi là cường quốc hạt nhân nhưng luôn từ chối xác nhận hoặc là phủ nhận sự thật này. Cuối cùng có nên công bố với thế giới rằng họ sở hữu vũ khí nguyên tử hay không? Động thái như vậy có thể thiết lập một tiêu chuẩn xác định cho Iran. Việc Israel công nhận tiềm năng hạt nhân của mình có thể sẽ buộc nước này gia nhập với tư cách là một bên ký kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nó cũng có nghĩa là một sự thay đổi mang tính kiến tạo trong môi trường địa chính trị ảnh hưởng đến toàn bộ kiến trúc an ninh ở Trung Đông. Trong khi đó, Thủ tướng Israel là Naftali Bennett tin rằng Iran thực sự đã tiến rất gần đến việc tạo ra một quả bom. Tuy nhiên, những hành động vội vàng của Tel Aviv chỉ có thể gây tổn hại cho tình hình quốc tế. Quan điểm tương tự cũng được chia sẻ bởi cựu lãnh đạo Israel Ehud Olmert, người tuyên bố rằng Israel công nhận tiềm năng hạt nhân của mình sẽ cho phép Iran biện minh cho việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình. Đồng thời, theo một chính trị gia Israel, đặc biệt là cựu thủ tướng Ehud Barak, khả năng Israel công nhận vị thế của một cường quốc hạt nhân trong bối cảnh Iran tiến tới chế tạo thành công quả bom hạt nhân đầu tiên sẽ không chỉ góp phần vào ngăn chặn nguy cơ nổi ra một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông, nhưng cũng sẽ giúp phản ánh những nỗ lực có thể của Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mở rộng câu lạc bộ hạt nhân trong khu vực. Về lý thuyết, vũ khí hạt nhân là bí mật quốc gia nên thông tin luôn được giữ kín. Các quốc gia hàng đầu có những toan tính không cập nhật thường xuyên. Các quốc gia hạt nhân mới giữ cho thông tin về tiềm năng của họ ở dạng mơ hồ và không rõ ràng. Israel chưa bao giờ chính thức xác nhận có chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng nhờ các tiết lộ, hồ sơ và dò dỉ hạn chế, người ta có thể hình dung quy mô của kho vũ khí hạt nhân của thế giới. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc và sau chiến tranh lạnh, hai siêu cường quốc là Mỹ và Nga đã đua nhau chế tạo nhiều vũ khí hạt nhân và vũ khí hạt nhân hiện đại hơn so với bên kia. Kho dự trữ vũ khí hạt nhân của thế giới đã tăng lên mức đỉnh điểm là 70.300 đầu đạn tổng cộng vào năm 1986. Khi các hiệp định vũ khí và NPT bắt đầu có động lực lớn hơn, Mỹ và Nga đã cắt giảm các kho dự trữ, trong khi các quốc gia mới có vũ khí hạt nhân bắt đầu xuất hiện. Ước tính của FAS là ước tính quốc tế mới nhất, được sử dụng nhiều nhất và đáng tin cậy nhất. Theo đó, Nga có 6.257 đầu đạn, chiếm 47,7%, Mỹ 5.550, chiếm 42,3%, Trung Quốc 350, chiếm 2,67%, Pháp 290, chiếm 2,21%, Anh 225, chiếm 1,71%, Pakistan là 165, chiếm 1,26%, Ấn Độ 160, chiếm 1,22%, Israel 90, chiếm 0,69%, Triều Tiên 45, chiếm 0,34%. Đối với Mỹ, con số trên chỉ bằng một phần nhỏ so với thời kỳ đỉnh cao khi Mỹ có 31.225 đơn vị vũ khí hạt nhân vào năm 1967 và 22.217 vào năm 1989. Mặc dù đã giảm đáng kể kho dự trữ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, hiện Nga và Mỹ vẫn sở hữu khoảng 90% tổng số đầu đạn hạt nhân thế giới. Xếp sau họ là Trung Quốc và Pháp, lần lượt bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 1964 và 1960. Vương quốc Anh có số lượng vũ khí hạt nhân nhiều thứ năm hiện nay, mặc dù nước này là quốc gia thứ ba trên thế giới phát triển chúng sau Mỹ và Nga vào năm 1952. Các quốc gia có ít hơn 200 vũ khí hạt nhân là các đối thủ trong khu vực như là Ấn Độ và Pakistan.
những nước đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên vào những năm 1970, và Triều Tiên bắt đầu vận hành các nhà máy chế tạo uranium và tiến hành các vụ thử nổ vào những năm 1980. Israel cũng ước tính có ít hơn 200 vũ khí hạt nhân, và các báo cáo cho biết chương trình vũ khí của nước này có từ những năm 1960. Mặc dù thế giới có 13.132 vũ khí hạt nhân, điều đó không có nghĩa là tất cả chúng đều sẵn sàng khai hỏa. Các đầu đạn được gắn trên tên lửa và các quốc gia không giữ tất cả các đầu đạn hạt nhân của họ ở tình trạng sẵn sàng sử dụng. Việc ước tính kho dự trữ hạt nhân cũng phân loại các đầu đạn ở dạng đang triển khai, dự trữ hay là đang nghỉ hưu. Các đầu đạn đang triển khai được gắn trên tên lửa xuyên lục địa tại căn cứ máy bay ném bom hạng nặng. Đầu đạn dự trữ đang được bảo quản và không được triển khai trên bệ phóng. Các đầu đạn đã nghỉ hưu vẫn còn nguyên vẹn nhưng đang xếp hàng chờ tháo dỡ. Theo các số liệu mới nhất, Nga có 1.600 đầu đạn đang được triển khai, 2.897 đầu đạn dự trữ, 1.760 đầu đạn nghỉ hưu. Tương ứng, Mỹ có 1.800, 2.000 và 1.750, Trung Quốc 0, 350 và 0, Pháp là 280, 10 và 0, Anh là 120, 105 và 0, Pakistan là 0, 165 và 0, Ấn Độ là 0, 160 và 0, Israel là 0, 90 và 0, Triều Tiên là 0, 45 và 0. Có 4 quốc gia chính thức triển khai đầu đạn, trong khi phần lớn kho đạn hạt nhân của thế giới đang ở dạng dự trữ. Một số quốc gia dự kiến sẽ tăng cường hơn nữa kho vũ khí hạt nhân dự trữ của họ. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ tăng kho dự trữ lên không quá 260 đầu đạn, trong khi tình báo Mỹ dự đoán Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan cũng sẽ tăng kho dự trữ của mình. Mặc dù kho dự trữ hạt nhân của thế giới có thể sẽ tiếp tục giảm do Mỹ và Nga cho loại biên, thực tiễn năm 2021 tại các quốc gia có vũ khí hạt nhân cho thấy xu thế gia tăng vũ khí hạt nhân vẫn đang chiếm ưu thế. Thưa quý vị, với việc có tới 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, duy trì mối quan hệ bình ổn là điều cần thiết để tránh xung đột lớn xảy ra. Cần biết rằng, vũ khí hạt nhân có sức công phá tương đương từ 30.000 đến 300.000 tấn thuốc nổ, đủ sức phá hủy hoàn toàn một thành phố. Trong những chương trình tin tức tiếp theo, chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho quý vị về tình hình chính trị, quân sự thế giới, đặc biệt là quan hệ giữa hai cường quốc Trung Mỹ. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.